Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 2 của Oli. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 5. Decimate. Decimate là một đơn vị đo độ dài. Decimate viết tắt là chữ D, chữ D và chữ M. Decimate. Còn đây là centimate. Trong cái giải đơn vị đo là chúng ta sẽ có là decimate đứng trước, được không? Rồi tới centimate đứng sau. Decimate lớn hơn centimate là 10 lần, và ngược lại centimate nhỏ hơn decimate 10 lần. Như vậy nếu như chúng ta có 1 decimate, chúng ta đổi ra được là 10 centimate. 1 decimate là bằng 10 centimate, mà đây là 3, ta lấy 3 là nhân 10 là bằng 30 centimate. 5 à, tôi làm bên này luôn. 6 decimate cộng 5 centimate. Như vậy trong này chúng ta sẽ có hai đơn vị khác nhau là decimate và đây là centimate, bên này là centimate. Như vậy centimate ta giữ nguyên. Rồi, giữ nguyên. Rồi 6 decimate này chúng ta sẽ đổi ra centimate là bằng 60. 60 ta cộng với 5 này nữa là 65. Bài này 5 decimate ta đổi ra centimate thì tương tự này là 50. 50 centimate thì chúng ta đổi ngược lại, ta đổi từ nhỏ đổi ra lớn là ta chia cho 10, chia 10 như vậy là bằng 5. 9 decimate ta đổi ra là bằng 90 centimate. 90 centimate ta đổi ra là bằng 9 decimate. Hai cái này chúng ta đổi ngược qua đây. 5 decimate 8 centimate thì cái này cũng tương tự như kiểu này. Lấy 5 decimate ta đổi ra centimate là bằng 50, 50 cộng với 8 là bằng 58. 44 centimate này là số đầu tiên là centimate, số thứ hai là decimate, như là 4 là của decimate và 4 sau là của centimate. 2, đúng thì ghi D mà sai thì ghép vào trống. AB, đoạn thẳng là AB, đoạn thẳng CD và đoạn thẳng MN. Câu A, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD. AB đâu? AB đây, CD đây. Dài hơn là sai, ngắn hơn thì đúng hơn chứ. Vậy là sai. Rồi. AB ngắn hơn. Rồi. Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng AB. MN đây, AB đây, vậy đúng. Đoạn thẳng CD ngắn nhất, sai, AB mới ngắn nhất. Độ dài đoạn thẳng AB bằng 10 cm. Là chúng ta đo thử xem. AB không phải có 4 cm à. Giờ là sai. Độ dài đoạn thẳng MN lớn nhất. MN lớn nhất là đúng. Nè. MN lớn nhất. Chúng ta đo thử MN này là dài bao nhiêu centimet này. MN này là 12 centimet, đây này, số 12. Chúng ta qua bài số tiếp theo. Bài số 3. Tính theo mẫu. 2 decimet cộng với 2 decimet là bằng 4 decimet. Nè. Như vậy là 5 decimate ta cộng với lại 4 decimate ta bằng 9 decimate. 5 decimate cộng 10 decimate là bằng 15 decimate. 6 decimate ta cộng với 12 là bằng 18 decimate. 5 decimate ta trừ 2 decimate là bằng 3 decimate. 15 mà ta trừ cho 5 là bằng 10 decimate. 35 decimate mà ta trừ 4 là bằng 31 decimate. 68 decimate ta trừ 15, 8 ta trừ 5 là bằng 3. 6 ta trừ 1 là bằng 5. 53 decimate. Nó qua bài số 4. Điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng vào chỗ chấm.
Bên này có hai đơn vị khác nhau, bên này là decimate, còn bên này là centimate. Thường thường chúng ta sẽ giữ đơn vị nhỏ, người ta lấy đơn vị lớn là đổi qua đơn vị nhỏ. Như vậy bên này chúng ta giữ lại ha, còn bên này chúng ta đổi decimate là chúng ta đổi ra centimate. 1 decimate là bằng 10 cm và hai bên này bằng nhau. Bên này 1 decimate là bên này là bằng 10 cm. Còn bên này là 9 cm, như vậy là 10 cm sẽ lớn hơn. Bên này là 1 decimate là chúng ta sẽ đổi ra được 10 cm, còn bên này là 19, như vậy là 19 lớn hơn. 2 decimate thì chúng ta sẽ đổi ra centimate là được 20 cm. Bên này 20 cm bằng nhau. Bài này 1 decimate cộng 1 decimate là bằng 2 decimate. 2 decimate ta đổi ra được là 20 cm. Bên này 20 cm bằng nhau. 1 decimate có 1 decimate là bằng là 2 decimate. 2 decimate thì chúng ta sẽ đổi ra được 20 cm. Bên này là cộng lại là 15 cm, như vậy 20 lớn hơn. Cái này chúng ta đổi ra thì cũng tương tự trên này là được 20 cm. Bên này là 10 cộng 10 là bằng 30 cm, như vậy là 30 lớn hơn. Rồi bên này là 2 decimate là bằng 20 cm. Bên này là 10 cộng 10 là bằng 20 cm. Như vậy hai bên này là bằng nhau. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.